Chào tất cả các bạn, mình là Hà Sirius. Cái tên Hà Mã xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ, có nghĩa là ngựa sông. Chúng thường được nhìn thấy với cơ thể to lớn, cồng kềnh và chìm dưới nước chỉ với lỗ mũi ló ra. Hà Mã có thể trông bụ bẫm, ngốc nghếch và vụng về. You are it, Dad. Tuy nhiên, chúng lại là một trong những con thú nguy hiểm nhất trên thế giới. Chỉ những người yêu thiên nhiên rất may mắn hoặc kiên nhẫn mới được chứng kiến những điểm đặc biệt của chúng. Trong video này, mình sẽ tiết lộ một số sự thật khiến bạn há hốc mồm về loài động vật châu Phi phi thường này. Chúng ta bắt đầu nhé. 1. Hà mã và cá sấu. Kẻ nào mới là bá chủ thực sự của những khúc sông châu Phi? Cá sấu có thể xem là một trong những động vật có nguồn gốc cổ xưa nhất trái đất. Hơn thế nữa, trải qua hàng triệu năm tiến hóa, chúng còn là những sát thủ bẩm sinh với vô số vũ khí đáng sợ chết người, sở hữu khả năng ngụy trang trời phú, sự kiên nhẫn đáng nể. Cá sấu là những ninja thực sự trong thế giới hoang dã. Có thể nói, tại đây, cá sấu là những kẻ quyền lực gần như tuyệt đối với quyền sinh quyền sát đáng sợ của mình. Thế nhưng, những con quái vật đầm lầy đó vẫn phải e dè trước một đối thủ, đó chính là hà mã. Tuy không phải là loài ăn thịt thuần túy, nhưng hà mã lại sở hữu nhiều vũ khí đáng sợ như lớp da dày ngang áo giáp, hàm rộng, lực cắn cực mạnh đủ để xé xác bất cứ loài vật nào. Nếu vô tình chọc giận loài vật có tính cách thất thường này, thì ngay cả cá sấu cũng chưa chắc đã toàn mạng ra về. Nếu có ai hỏi cá sấu có thể giết được hà mã không, câu trả lời là có. Tất nhiên có, nhưng hầu hết chỉ là những chú hà mã non chưa đủ khả năng để bảo vệ bản thân. Còn đứng trước một đối thủ vừa có sức mạnh, sức bền, lẫn sự vượt trội về thể hình, cửa thắng của cá sấu chẳng được là bao. Em hiểu không? Đâu phải ai cũng hiểu. Em không hiểu, em không hiểu. 2. Một con hà mã nặng bao nhiêu? Trung bình, một con hà mã được trưởng thành nặng từ 1.500 đến 1.800 kg. Một con hà mã cái nặng từ 1.300 đến 1.500 kg. Tuy nhiên, một con hà mã đực có thể tiếp tục tăng kích thước và cân nặng, không giống như con cái có kích thước không thay đổi sau một độ tuổi nhất định. Đây là lý do tại sao một con hà mã trưởng thành có thể nặng tới 3 tấn. 3. Hà mã có biết bơi không? Mặc dù dành phần lớn thời gian ở dưới nước, nhưng hà mã không thể bơi hoặc nổi. Chúng di chuyển trong nước bằng cách sử dụng chân để tự đẩy cơ thể về phía trước. Cơ thể của hà mã thích nghi tốt để di chuyển trong nước một cách dễ dàng. Các đặc điểm trên khuôn mặt như mắt và lỗ mũi được đặt trên đỉnh đầu để cho phép chúng ngâm mình hoàn toàn ngoại trừ mắt và lỗ mũi. 4. Hà mã ngủ như thế nào? Hà mã ngủ trong nước bằng cách nhấn chìm hoàn toàn cơ thể của chúng dưới mặt nước. Sau 5 phút, chúng sẽ tự động nổi lên mặt nước và thở trong khi vẫn đang ngủ. Sau đó lại tiếp tục chìm xuống ngủ thêm 5 phút nữa. Quá trình ngoi lên và thở rồi ngụp xuống được diễn ra một cách vô thức và tự nhiên trong khi hà mã vẫn đang say giấc, làm cho chúng ta có cảm giác như chúng đã ngưng thở. Đây có thể coi là một phản xạ vô điều kiện. Một điều đặc biệt nữa là hà mã có thể đóng lỗ mũi và tai của chúng lại để ngăn nước xâm nhập khi chúng ngủ. 5. Khi nào thì hà mã sẽ há miệng? Một cái miệng há ra không phải là một cái ngáp, mà là chỉ định để cảnh báo bạn. Bạn sẽ chỉ thấy hà mã há miệng khi ở dưới nước vì chúng chỉ có lãnh thổ khi ở đó. Một con hà mã có thể mở miệng đến 150 độ. Điều này rất quan trọng nếu hà mã cần tự vệ hoặc cảnh báo đối thủ. 6. Cú đớp của hà mã mạnh đến mức nào? Miệng của loài hà mã rất khỏe với lực cắn thật sự kinh hoàng, lên tới 828 kg trên một inch vuông. Có thể ngoạm đứt đôi cơ thể con người hoặc một con cá sấu chỉ bằng một cú đớp. Đây là một trong những loài vật có lực cắn mạnh nhất trên thế giới. 7. Hà mã đánh dấu lãnh thổ bằng cách nào? Giống như một vài loài động vật khác, việc đánh dấu lãnh thổ của hà mã là dấu hiệu của sự kiểm soát, thống trị và quyền lực tối cao. Tuy nhiên, chúng lại thực hiện theo cách không giống ai. Khi bài tiết, loài này sử dụng chiếc đuôi của mình như một động cơ cánh quạt. Khi phân được thải ra ngoài, hà mã dùng đuôi quay đi quay lại liên tục với tốc độ rất nhanh, quạt phân của chúng bay ra khắp nơi. Các nhà khoa học vẫn chưa có câu trả lời chính xác nhất về việc tại sao chúng lại có hành động kỳ quặc như vậy, nhưng nó có thể khiến bạn phải chịu một trận mưa phân nếu đứng đằng sau lưng chúng đấy.
8. Sự thật về mồ hôi máu của hà mã. Da của hà mã rất nhạy cảm và chúng không có tuyến mồ hôi. Do đó, nếu phải ra khỏi nước vào ban ngày và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vài phút, thì các tuyến chất nhầy sẽ tiết ra một lớp dầu nhờn dày màu đỏ, xuất hiện ở quanh tai và mắt. Mục đích chính là giúp da của hà mã luôn được giữ ẩm, không bị khô và nứt dưới tác động của tia cực tím, đồng thời bảo vệ chúng khỏi vi trùng. Chất nhầy này được cho là hỗn hợp của máu và mồ hôi, nên chúng có biệt danh là mồ hôi máu. Đó cũng là lý do tại sao hà mã lại dành phần lớn thời gian vào ban ngày để ngâm mình trong nước và chỉ lên bờ kiếm ăn chủ yếu vào ban đêm. 9. Hà mã có ăn thịt không? Hà mã là động vật ăn cỏ và chủ yếu ăn cỏ ngắn. Một con hà mã trưởng thành có thể ăn trung bình 40kg cỏ. Dạ dày của hà mã có nhiều khoang và có thể lưu trữ thức ăn trong một thời gian dài, giúp chúng sống và duy trì trong nhiều giờ hơn trước khi ăn trở lại. Nhiều người vẫn tin rằng hà mã là một loài ăn chay, thế nhưng theo các nhà khoa học, điều này không chính xác. Thời gian qua có nhiều nguồn tin cho thấy hà mã đã tấn công và ăn thịt các loài vật khác. Điều này xảy ra nhiều vào mùa khô hạn hay khan hiếm thức ăn. Trường hợp xác minh đầu tiên về hà mã ăn thịt được ghi lại vào năm 1995 bởi tiến sĩ Joseph Dudley, Đại học Alaska, khi đến thăm công viên quốc gia Huene ở Zimbabwe. Tuy nhiên, vẫn chưa thực sự có một hình ảnh, thông tin chính xác nào khẳng định rằng hà mã có thể ăn thịt, bởi vì cấu trúc dạ dày và hệ thống tiêu hóa của nó cũng giống như các loài động vật ăn cỏ khác là không thể tiêu hóa được thịt. 10. Khả năng sinh sản của hà mã. Giống như các loài động vật có vú khác, để sinh con đực và con cái sẽ giao phối với nhau. Do bản tính hung hăng, đôi khi hai con hà mã đực phải tấn công nhau mãnh liệt và giành quyền sinh sản với một con cái. Mặc dù việc sinh sản có thể xảy ra quanh năm, nhưng nó phổ biến nhất là giữa tháng 2 và tháng 8. Con cái có thời gian mang thai 8 tháng và mỗi lần chỉ có một con. Khi con cái gần đến giờ sinh con, nó bỏ đàn trong một hoặc hai tuần để sinh con và tạo mối liên kết với con. Hà mã mẹ thoải mái sinh con dưới nước hoặc trên cạn. Nếu con được sinh ra dưới nước, con mẹ cần đẩy nó lên mặt nước để thở. Hà mã mẹ ở trong nước với đứa con mới sinh của mình trong nhiều ngày mà không ăn, và nó đợi cho đến khi con đủ khỏe trước khi chúng dám rời khỏi nước vào ban đêm để đi ăn cỏ. Trong 18 tháng, con bú khi mẹ nó ở trên đất liền hoặc nó bơi dưới nước để bú. Khi được 5 đến 7 tuổi, hà mã đã trưởng thành hoàn toàn. 11. Hà mã là một trong những động vật ồn ào nhất ở châu Phi. Một số âm thanh phát ra của hà mã đã được đo ở mức 115 decibel, tương đương với âm lượng cách loa 5 mét trong một buổi hòa nhạc rock. Hà mã kêu ca cả trên cạn và dưới nước, và là loài động vật có vú duy nhất thực hiện các cuộc gọi cả trên cạn lẫn dưới nước. 12. Hà mã là thủ phạm khiến cá trên sông châu Phi chết hàng loạt. Chết vì phân có lẽ là cách ra đi khó chịu nhất, nhưng đây lại đang là thực trạng mà những con cá ở sông Mara đã phải hứng chịu rất nhiều lần. Nguyên nhân nhiều cá chết hàng loạt trên dòng sông Mara ở châu Phi hóa ra là do lượng phân khổng lồ mà những con hà mã phát thải ở thượng nguồn. Tổng cộng số hà mã trên sông Mara đã phát thải ra khoảng 8.500 kg phân, có chứa một phần thực vật tiêu hóa ra sông mỗi ngày. Khi những con hà mã bài tiết, phân của chúng sẽ chìm xuống đáy sông. Tuy nhiên, khi khối lượng phân khổng lồ phân hủy, vi khuẩn tiêu hóa phân cũng sẽ sử dụng oxy trong nước, và điều này gây ra hiện tượng khử oxy. Bên cạnh đó, hoạt động của vi khuẩn cũng làm sinh ra các hóa chất như amoni, hydrosulfur, metan và carbon dioxide. Đặc biệt, hai trong số các chất này có khả năng gây độc cho cá. Dòng nước thiếu oxy bất ngờ đổ dồn đến có thể gây suy giảm lượng oxy trong nước sông tại hạ nguồn, và điều này khiến cho những con cá bị chết ngạt. Thật là đáng thương. 13. Hà mã có họ hàng với lợn không? Mặc dù giống nhau về ngoại hình, nhưng hà mã không liên quan đến lợn. Họ hàng gần nhất của chúng là cá voi và cá heo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.